là tâm sự lần đầu nếm mùi đời. Các bạn thân mến, việc giáo dục giới tính, giáo dục về tình dục học cho các bạn, đặc biệt là trong lứa tuổi trẻ, lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay, ở trong xã hội vẫn còn nhiều điều khắt khe như ở nước ta thì quả thật là một chuyện hiếm. Thực ra thì tình dục vốn không phải là toàn bộ cuộc sống, cũng không phải là một ván bài sinh tử. Nhưng với những người sinh trưởng trong một gia đình bảo thủ hay trong một xã hội quá kín kẽ, một xã hội mọi người ái ngại và gạt đi nhiều hơn về những vấn đề tình dục, thì với những người trẻ mới bước vào đời, nếu không phải là những người tự tìm hiểu hoặc những người vốn dĩ có nhiều phần máu trong người, thì đối với những cô gái ngoan, nó là một cái gì đó rất ghê gớm. Và chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của một gái ngoan chính hiệu khi có những trải nghiệm đầu tiên nếm mùi đời ở tuổi đôi mươi. Chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của cô ấy ngay sau đây. Ở gia đình tôi, tình dục là một việc không bao giờ được nhắc tới. Nó giống như là sự đau đớn của cái chết. Ở nhà tôi không được phép nói về chuyện tình dục. Cũng vì lý do đó nên tôi không bao giờ nói về chuyện này cả. Người ta luôn cho rằng những cô gái ngoan thì chỉ được làm tình với chồng mình mà thôi. Vì vậy chẳng có lý do nào để nói về chuyện đó trước khi họ kết hôn cả. Và theo trí nhớ của tôi thì từ khi tôi bắt đầu dậy thì tôi hoàn toàn mù tịt về tình dục và giới tính. Trước đó thì chắc chắn là không. Cũng vì thế mà tôi hoàn toàn không biết gì về những chiếc bao cao su, những biện pháp tránh thai, chuyện đó có đau hay không và việc có thai thì diễn ra như thế nào. Thực sự tôi cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho bố mẹ vì họ luôn né tránh nói với tôi về chuyện này, nhất là với mẹ tôi. Tôi không thể biết được cảm giác của một người mẹ, nhưng tôi biết được rằng có một thứ gì đó đối với tôi thì không có ý nghĩa gì, nhưng với mẹ tôi thì nó lại là chuyện quan trọng, và việc không được lên giường trước khi kết hôn là một trong số đó. Hơn là hết, tôi hiểu được lối sống và những suy nghĩ trong đầu mẹ luôn nhắc nhở mẹ rằng không đề cập đến nghĩa là con bé sẽ không lên giường với người khác. Và cho dù sâu trong thâm tâm của mẹ cũng biết rằng theo thời gian, khi mà xã hội ngày càng trở nên phát triển và phóng khoáng hơn thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi nghĩ tất cả các bà mẹ đều có hiểu điều này. Lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục là năm tôi vừa bước sang tuổi 18 với người bạn trai học cùng cấp 3 của mình. Cậu ấy là người đầu tiên nói yêu tôi, và lần đầu tiên chúng tôi đã không dùng biện pháp nào cả, và kể cả là nhiều lần sau đó nữa. Đó thực sự là lỗi của mình tôi. Lúc đó tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần không dùng biện pháp, không dùng bao cao su thì tôi chưa được tính là đã quan hệ. Lúc đó chúng tôi đã quan hệ bằng cách xuất tinh ra ngoài, và vì đó không có bất cứ một phương pháp tránh thai hay thuốc tránh thai nào, và chúng tôi sẽ không bị xếp vào kiểu quan hệ bừa bãi. Lúc đó có thể tôi đã không biết nhiều về những vấn đề này, cơ chế mang thai và các bệnh lây nhiễm vào đường tình dục. Nhưng có một điều mà tôi biết rất rõ, đó là mẹ tôi, thầy cô giáo và gia đình tôi không ai muốn tôi làm việc đó cả. Và nếu như bố tôi biết chuyện thì có lẽ ông sẽ giết chết tôi. Nhưng nó giống như một thứ thuốc phiện với hai chúng tôi vậy. Nhất là khi chúng tôi càng lén lút thì nó lại càng mang tới một cảm giác cực kỳ kích thích. Vì vậy chúng tôi đã không thể kiềm chế, và điều đó cứ xảy ra liên tiếp. Giống như bạn bè cùng trang lứa đang tuổi yêu đương ở thành phố vậy. Bọn tôi lén lút quan hệ trong những lần xin đi học nhóm, nói dối đi chơi với bạn bè, hay trong nhà khi bố mẹ đi vắng và bất cứ một chỗ riêng tư nào mà hai đứa chúng tôi có thể đặt chân tới. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã biết tới việc phải dùng tới bao cao su. Chính vì vậy tôi và cậu ấy đã lén đi tới một nơi cách nhà cả hơn chục cây số để mua, và bỏ hẳn một buổi học ngày hôm đó để nghiên cứu về những chiếc bao cao su. Vì tôi tin rằng nếu không dùng thì tinh dịch rất dễ tiếp xúc với da của mình, và tôi bất cứ lúc nào cũng có thể mang thai. Điều đó khiến tôi sợ hãi. Trong suốt một quãng thời gian đó, tôi đã không dám nói cho ai biết về chuyện chúng tôi đã từng quan hệ. Tôi vẫn luôn cho rằng tình dục là một chuyện vô cùng quan trọng, hệ trọng và có sức ảnh hưởng, và chỉ nên chia sẻ với một người duy nhất thôi. Đây cũng là niềm tin mà rất nhiều cô gái tôi quen ở nơi tôi sống đã lớn lên cùng với nó. Tôi biết niềm tin và sức mạnh lớn lao của việc không quan hệ tình dục trước hôn nhân đã bao nhiêu lần ngăn những đứa con gái không lên giường với một gã con trai đang bày ra trước mắt mình một ánh mắt tràn ngập sự yêu thương chân thành,
cùng với lời hứa hẹn rằng sẽ không có gì xảy ra đâu. Nhưng tôi cũng luôn biết rằng rất nhiều cô gái, trong đó có tôi, đã không thể từ chối được điều đó sau một thời gian dài. Nhưng cuối cùng thì tôi và bạn trai cũng chia tay. Và trong chuỗi ngày đau khổ sở đó, có vài đêm tôi đã nằm ngủ cùng mẹ. Một đêm nọ, khi mà tôi tưởng như mẹ đã ngủ say, bà đột nhiên quay sang hỏi tôi rằng: "Hai đứa làm chuyện đó rồi phải không?" Phản xạ tự nhiên khiến tôi nói không. Hình như tôi trả lời hơi nhanh và nói hơi to. Tôi đã không dám nhìn mẹ sau đó. Còn mẹ thì không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Và rồi sau một hồi im lặng, tôi đã tự thú với mẹ rằng tôi đã làm. Phải rồi, bọn tôi đã quan hệ với nhau. Tôi tưởng chừng như có một cơn bão với những lời chỉ trích mắng mỏ sẽ ập tới. Nhưng đáp trả lại những suy nghĩ đó của tôi chỉ là tiếng thở dài của mẹ. Mẹ thở dài, nhưng trong hơi thở ấy chỉ có duy nhất một điều mà bà lo lắng. Bà lo rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của chuyện quan hệ tình dục theo cách mà bà hy vọng. Tiếng thở dài đã chấm dứt hoàn toàn cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ. Người con trai kia, tôi không còn bận tâm về cậu ta nữa, cũng không cần nhắc tới. Sau đó gần 6 năm, tôi lại có một mối quan hệ nghiêm túc với một cậu bạn tôi gặp trong một bữa tiệc ở công ty mà tôi đang thực tập. Ngày đó, mỗi lần bố đi công tác, mẹ đều gọi tôi đến ngủ cùng và thỉnh thoảng từ giường bên kia lại quay sang hỏi những câu đại loại như: "Hai đứa không qua đêm với nhau đấy chứ?" Và tôi luôn trả lời rằng: "Không ạ." Hoặc: "Con vừa phải đi học, vừa phải đi thực tập nên không có thời gian đâu mẹ." Tôi nghĩ có lẽ mẹ thừa hiểu rằng tôi đang nói dối, nhưng mẹ lại nghiễm nhiên coi đó là lời nói thật và luôn coi trọng mấy câu nói dối đó. Tôi luôn nghĩ đây là một đức tính kỳ lạ và tiêu biểu của các bà mẹ trong xã hội xưa. Dường như có một thỏa thuận ngầm, nó giống như một cái gì đó thuộc về trách nhiệm. Tôi nói dối có nghĩa là mẹ sẽ không phải dối gạt hoặc làm cho bố hay ông bà thất vọng giống như tôi đang lo mình sẽ làm mẹ thất vọng vậy. Việc nói dối đã kết thúc vào một năm sau đó. Lúc ấy tôi vẫn còn hẹn hò với cậu bạn kia và kể với mẹ tôi là tôi đang dùng vòng tránh thai không ảnh hưởng đến hormone. Lần này mẹ tôi đã tức giận, thở dài và nói với tôi rằng đã đến lúc tôi thôi mạo hiểm đi. Nhưng bà vẫn tán thành phương pháp của tôi. Cho dù mẹ tôi không mong tôi dùng biện pháp tránh thai, nhưng với bà như thế vẫn còn hơn là có một đứa cháu ngoài giá thú. Nhưng mối quan hệ của tôi và mẹ đã có chuyển biến từ khi tôi đặt phòng vào thời điểm đó. Mẹ kể rằng khi tôi còn nhỏ, bà không hề dùng vòng tránh thai. Hai mẹ con không cần lúc nào cũng nói về tình dục nữa, nhưng bất cứ lúc nào tôi cảm thấy vòng tránh thai làm mình đau đến phát điên thì đều có thể gọi và kể với mẹ, hoặc tôi có thể úp mở với bà về việc mình ngủ cùng bạn trai. Có lẽ mẹ đã bắt đầu coi tôi là một người lớn, hoặc có thể đó chỉ là cách mà mẹ gợi mở cho tôi chia sẻ những câu chuyện thầm kín, hoặc cũng có khả năng đó là kết quả của cả hai thứ trên. Vài tháng sau khi kể với mẹ chuyện đặt vòng, tôi lại kể với bà chuyện tình cảm của mình đang xuống dốc không phanh và những chuyện cần biết về tình dục. Mẹ nói tôi quan hệ không an toàn và đến lúc phải chia tay rồi. Hai mẹ con đã cùng khóc vì mẹ tôi hiểu được những cảm giác mà tôi phải chịu đựng và mẹ không hề muốn tôi phải bị chịu những cảm giác ấy. Mẹ muốn bảo vệ tôi và đau đớn vì không làm gì được. Nó không hoàn toàn là một cuộc nói chuyện về đề tài tình dục, nhưng nó đúng là một cuộc nói chuyện về tình dục mà tôi, một cô gái 24 tuổi, đang hoang mang lo sợ, đang rất cần được chia sẻ với mẹ mình. Hiện tại tôi và mẹ đã thân thiết hơn rất nhiều, vì thế hai mẹ con cũng có ít chuyện phải giấu giếm hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình có thể kể chuyện cho mẹ mỗi khi có điều thắc mắc và vì mẹ sẽ luôn cho tôi những câu trả lời. Tôi vẫn ước gì chuyện này đến sớm hơn khi tôi 18 tuổi và bối rối chẳng hạn. Nhưng tôi nhận ra rằng tại sao phải sau khi tổn thương tôi mới có thể đường hoàng trò chuyện với mẹ về tình dục. Tôi cho rằng giống như việc các bà mẹ có thể làm vì con mà từ bỏ vài đức tin của mình, những đứa trẻ cũng có thể từ bỏ đức tin của mình vì mẹ. Và có những bà mẹ như mẹ của tôi vậy, chỉ cần được nhắc rằng dù là mẹ con nhưng cả hai đều là phụ nữ, và phụ nữ thì đương nhiên cũng sẽ có những quan hệ tình dục. Còn tình dục thì luôn là một vấn đề rất lớn và đôi khi cũng rất khó để có thể mở lòng. Mẹ cũng nói với tôi rằng giá như bố mẹ không có những suy nghĩ cổ hủ, giá như bố mẹ dạy tôi về những điều đó sớm hơn, tốt hơn,
thì có lẽ tôi đã không hoang mang và không phải chịu những nỗi đau đớn. Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi và tôi hay bố mẹ đều có những sai lầm của mình. Nhưng may mắn rằng sai lầm đó sẽ không lặp lại ở tương lai và kể cả với những đứa con của tôi nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những trải nghiệm tình dục lần đầu của một cô gái tuổi đôi mươi. Đó cũng là chia sẻ của rất nhiều bạn trẻ, những người đã phải trải qua cảm giác rất lo sợ, rất hoang mang vì đã thiếu đi những kiến thức về tình dục, thứ mà đáng lẽ ra là họ đã được dạy để trưởng thành hơn. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ, lời tâm sự ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến các bạn, thì các bạn cũng có một cái nhìn đương thời, một cái nhìn hiện đại hơn về vấn đề này, đặc biệt là đối với những đứa con của chúng ta, để trang bị cho các em những kiến thức để các em không còn cảm thấy quá tò mò, cũng không quá sợ hãi, cũng không quá hoang mang. Bởi vì vẽ đường cho hươu chạy dù sao cũng còn tốt hơn là để con hươu tự chạy loạn xạ mà không biết đi đâu về đâu. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.